Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai cái chiếc tai nghe như các bạn thấy trên tay mình đây. Nhìn có vẻ rất là lạ phải không? Và hai cái chiếc tai nghe này thì sẽ đến từ thương hiệu LG. Và có thể nói rằng đây là cái video đầu tiên ở trên kênh YouTube của Sonbo Audio mình review về một cái chiếc tai nghe đến từ thương hiệu đấy là LG. Đầu tiên phía bên trái của mình là cái chiếc tai nghe LG HBF SL6S. Còn phía bên phải của mình là cái chiếc tai nghe màu trắng như này. Thì đây là chiếc tai nghe LG HBS XL7. Sở dĩ hôm nay mình làm cái video này tại vì đây là hai cái mẫu tai nghe dạng neckband vừa mới được LG cho ra mắt vào cuối năm 2019 vừa rồi. Vậy thì cái chiếc tai nghe này nó còn có gì đặc biệt nữa hay không? Đầu tiên thì như các bạn thấy đây, chúng ta sẽ có cái thiết kế nhìn nó kiểu rất là hiện đại và sang trọng nào. Cả hai cái mẫu tai nghe này luôn. Và theo như mình có tìm hiểu thì cả hai cái mẫu tai nghe này ở đây thì nó đều được trang bị công nghệ âm thanh đến từ thương hiệu đấy là Meridian. Dành cho một số bạn chưa biết nhá, thì Meridian là một cái thương hiệu âm thanh đến từ Mỹ trong một vài năm trở lại đây, chính xác là từ năm 2017 thì theo như mình có tìm hiểu là thế. Những cái sản phẩm âm thanh đến từ thương hiệu LG thì đều được trang bị công nghệ âm thanh đến từ thương hiệu này. Ví dụ như là những chiếc loa sau 3, những công nghệ âm thanh ở trên những chiếc TV của LG chẳng hạn. Đầu tiên thì mình sẽ review qua về cái phần thiết kế cũng như là cái phần gia công ở trên hai cái mẫu tai nghe này. Như các bạn thấy thì ở trên cả hai mẫu tai nghe này thì đều có thiết kế nó kiểu tương tự nhau đúng không nào. Chúng ta vẫn có một cái kiểu thiết kế tổng quan rất là sang trọng, rất hiện đại luôn. Đối với cái chiếc tai nghe, ví dụ như là cái chiếc là XL7 đây, thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó sẽ kiểu nhìn nó nhỏ gọn hơn, nó kiểu vuông vức hơn. Đây, điển hình là chúng ta sẽ có những cái đường gắt vát ở trên cái đường phần thân của tai nghe như thế này. Còn đối với cái chiếc tai nghe đấy là SL6S thì chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế y chang như vậy. Nhưng mà ở trên cái phần tai nghe này, cái phần khu vực phím bấm điều khiển cái phần này thì mình cảm giác rằng là nó kiểu được bo tròn, nó gọn gàng hơn. Về thiết kế thì chắc hẳn là mình không thể không nhắc tới hai cái điểm mà mình thấy ấn tượng nhất ở trên cái tai nghe này. Đầu tiên, đấy là cái cơ chế kéo rút của cái phần housing như thế này. Nếu như các bạn để kỹ thì trước đây mình cũng đã review những cái mẫu tai nghe cũng có kiểu dạng dính như thế này phải không? Nhưng mà đó chỉ là cái dạng là kiểu dính bằng nam châm mà thôi. Về cơ chế rút này thì chúng ta sẽ có một cái ưu điểm lớn nhất đấy là khi mà chúng ta không nghe nữa thì chúng ta vẫn có thể khoác cái tai nghe này ở lên cổ. Đối với những cái mẫu tai nghe mà nó không có cơ chế rút lại như thế này đấy, thì khi mà chúng ta không nghe nữa, chúng ta để ở trạng thái kiểu như là rảnh tay chẳng hạn, thì cái phần housing nó thường cái kiểu nó đi lắc lại ở ngay trước ngực của chúng ta phải không? Nhưng đối với phần tai nghe này thì chúng ta chỉ cần kéo một phát đấy là nó tự động nó rút vào. Cái điểm tiếp theo là ở trên cái phần tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái phần đây, phần cao su rất là dẻo luôn. Với cái phần thiết kế như này thì chúng ta có thể dễ dàng cuộn nó lại và nhét vào túi quần rất là gọn gàng luôn. Cả hai cái mẫu tai nghe này đều được trang bị bằng cao su nhá. Nhưng đâu đấy thì mình cảm giác rằng là đối với cái chiếc đấy là HBS XL7 này thì mình cảm giác rằng cái phần cao su này nhìn kiểu nó lì, nó dày dặn hơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn về phần thiết kế nhá. Thì ở trên cả hai cái mẫu tai nghe này thì chúng ta sẽ có thiết kế tương tự nhau mà thôi. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian video review thì mình sẽ nói về chỉ riêng biệt về cái chiếc là HBS XL7 mà thôi. Đầu tiên thì như bạn thấy ở đây, ở trên chiếc tai nghe này, cái điểm ấn tượng nhất là chúng ta sẽ được trang bị cổng sạc Type-C. Và cổng sạc này thì chúng ta sẽ có nắp đậy luôn nhá. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị cái phím đấy là tăng giảm lượng này, cũng như là chuyển bài, quay trở lại bài. Và cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái phần là phím nguồn. Cái phím nguồn này thì nó sẽ kiêm luôn đấy là phím dừng phát nhạc này, cũng như là phím trả lời cuộc gọi. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái phần đèn led nhỏ như này, thì cái phần đèn led này thì nó sẽ sáng lên khi mà chúng ta cắm sạc cho tai nghe nhá. Còn phía bên này thì sao? Bên này thì chúng ta không có quá nhiều phím đâu, chỉ có một phím bấm duy nhất. Và phím này thì nó sẽ là phím Google Assistant. Chúng ta có thể luôn cái dòng chữ, cái logo Google Assistant ở trên cái phần thân của tai nghe. Ở phía trong cái phần tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái phần đèn led thông báo như này này. Thì cái đèn led này thì giúp chúng ta có thể biết được cái trạng thái của tai nghe, nó là đang pairing này, nó đang hết pin hoặc là nó đang lấy pin. Tiếp theo có một thứ mà mình không thể không nhắc tới ở trên cái phần tai nghe này, đấy là chúng ta sẽ có một cái phần housing rất là nhỏ luôn. Cái phần housing này thì đâu đấy mình lại nhớ tới những cái phần housing của trên những cái chiếc tai nghe đến từ Sony. Ví dụ như là VKI-C300-310 thì chúng ta sẽ có cái phần housing như thế này. Cái lớp nhựa ở trên cái phần housing này thì chúng ta sẽ được trang bị cái lớp nhựa nó sẽ kiểu lì chứ không phải kiểu bóng loáng đâu. Nên là khi mà mình đeo vào tai ấy, thì cái khuôn tai mình tiếp xúc với cái phần này chẳng hạn thì mình cảm giác rất là dễ chịu. Thì khi mình đeo vào tai ấy, thì gần như là toàn bộ cái phần housing này nó sẽ chìm hẳn vào trong cái hốc tai mình. Và với việc là kết hợp với một cái sợi dây nó mảnh như thế này nữa thì đâu đấy là mình cảm giác sao là khi mình đi ra ngoài đường ấy, mọi người không biết là mình đang đeo tai nghe đâu, mọi người chỉ biết là có một cái vòng
như thế này ở trên cổ của mình mà thôi. Đầu tiên như mình nói ở đầu video thì cả hai cái mẫu tai nghe này thì đều được trang bị công nghệ âm thanh đến từ thương hiệu đấy là Meridian. Meridian là chuyên gia và là nhà tiên phong trong lĩnh vực là giải pháp âm thanh tiên tiến. Chính vì thế nên là ở trên hai cái mẫu tai nghe này thì nó sẽ được trang bị bộ chuyển đổi kỹ thuật số, đấy là 32 bit Hi-Fi DAC. Về cái tác dụng của công nghệ này đấy là chúng ta sẽ có một cái tai nghe, nó sẽ có âm thanh có độ phân giải cao, nó y hệt như là bản ghi âm ở phòng thu vậy. Tiếp theo là về kết nối không dây thì ở trên cả hai chiếc tai nghe này thì đều sẽ được trang bị công nghệ Bluetooth mới nhất, đấy là Bluetooth 5.0. Với công nghệ Bluetooth này, ở trên một cái chiếc tai nghe dạng neckband như này thì chúng ta sẽ có một kết nối có thể nói là mình thấy là rất ổn định luôn. Và trong quá trình sử dụng của mình ấy thì mình có thể đeo cả chiếc tai nghe kết nối với điện thoại thì mình có thể để điện thoại ở trong phòng và đi khắp nơi trong phòng luôn. Với cái diện tích phòng của mình là khoảng tầm từ 15 cho tới 20 m². Phòng của mình thì cũng khá là nhiều thiết bị điện tử nhưng mà mình không thấy hiện tượng đấy là kết nối nó bị chập chờn hoặc là bị quãng. Còn với thời lượng pin thì sao? Có thể nói rằng là ở trên hai cái mẫu tai nghe này thời lượng pin của nó thì gần như là mình hoàn toàn yên tâm luôn. Tại vì đây là một cái chiếc tai nghe dạng neckband, nó sẽ có một kích thước rất là lớn nên chúng ta sẽ được trang bị một cái viên pin rất là lớn phải không? Chính vì thế nên là cả hai cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ có cái thời gian đàm thoại, các bạn có thể đàm thoại lên tới là tầm 8 giờ liên tục. Thời gian phát nhạc liên tục là khoảng tầm 10 giờ và thời gian chờ là khoảng tầm 10 ngày, một con số rất là ấn tượng phải không nào? Ngoài ra không chỉ dừng lại ở cái việc đấy là pin trâu, pin khủng, đàm thoại được lâu, nghe nhạc lâu, mà cái chiếc tai nghe này nó sẽ được trang bị cổng sạc taxi phải không? Và các bạn biết được điều gì xảy ra phải không? Chúng ta sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh. Cái công nghệ sạc nhanh ở trên chiếc tai nghe này thì chúng ta chỉ cần sạc 10 phút thôi là chúng ta có thể sử dụng liên tục lên tới là 3 giờ. Tức là các bạn có thể hiểu là nếu như các bạn muốn xem một bộ phim Endgame khoảng tầm 3 tiếng thì chúng ta chỉ cần cắm sạc 10 phút thôi. Thì theo như mình tìm hiểu thì ở trên hai cái mẫu tai nghe này thì nó sẽ được trang bị cái công nghệ mic, đấy là mic đàm thoại kép, với cái công nghệ đấy là MEMS. Với cái công nghệ này thì chúng ta sẽ có một cái chất âm rất là trong trẻo, ấm áp, và trong quá trình sử dụng của bạn thì ở đầu dây bên kia thì lúc đấy thì công nghệ này nó sẽ loại bỏ được những cái tiếng, ví dụ như là tiếng ồn, những tiếng wind noise, những tiếng xì xào trong gió chẳng hạn. Ngoài ra thì đối với chiếc tai nghe là LG SL6S này thì sao? Thì đối với chiếc tai nghe này thì chúng ta vẫn có một cái thiết kế tương tự thôi, nhưng mà nếu như các bạn để kỹ thì ở trên cái phần bên phải này thì đây chúng ta sẽ được trang bị một cái phần loa đơn nhỏ như thế này. Và cuối cùng là về phần âm thanh ở trên hai cái mẫu tai nghe này thì sao? Thì theo như mình có tìm hiểu thì LG họ có nói rằng ở trên hai cái mẫu tai nghe này thì đều được trang bị cái màng loa thế hệ mới. Cái màng loa của mẫu tai nghe này thì nó sẽ được trang bị cái màng loa là màng loa tổng hợp nhé. Đầu tiên đấy là chúng ta sẽ có một cái lớp kim loại có độ bền rất là cao để tạo ra cái tiếng chép một cách chính xác nhất có thể, trong khi cái lớp nhựa thì nó lại tạo ra một cái âm trầm nó sâu lắng nhất có thể. Và với cái công nghệ màng loa này kết hợp với công nghệ âm thanh đến từ thương hiệu đấy là Meridian, một cái thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, thì chúng ta sẽ có một cái âm thanh mình có thể nói rằng là nó sẽ mang lại chúng ta một cảm giác rất là cân bằng, rõ ràng, các giải âm thì mình thấy đều được làm rất là tốt. Và vừa rồi là một cái video review của mình về hai cái mẫu tai nghe rất mới đến từ thương hiệu LG. Thì không biết là bạn nghĩ sao về cái thiết kế như thế này đến từ LG, cái chất âm của nó như thế nào, hay là nó có xứng đáng so với mức giá tiền của nó ở thời điểm hiện tại hay không? Thì đừng quên là để lại cho mình một comment, một cái chia sẻ ở phía bên dưới video nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.